đu. Nói bậy trong giờ học, nam sinh bị thầy giáo áp dụng hình phạt lấy độc trị độc. Cái thân làm tội cái đời, cái miệng nói lắm thành hại cái thân. Mới đây trong giờ học toán, khi cả lớp đang say sưa học và giải bài tập, thì lại có một nam sinh lạc loài khi đứng trước cửa lớp, miệng không ngừng lặp lại hai tiếng. Đù! À đù! Làm cho mọi người khi xem không khỏi ngẩn ngơ, bởi không hiểu vì sao nam sinh lại có động thái lạ lùng đến như vậy. Thế nhưng, đến khi nghe thấy tiếng cười rôm rã của các bạn và ánh mắt phán xét của thầy giáo, thì mọi người liền bán tính bán nghi mà mạnh miệng cho rằng khả năng cao là nam sinh này khi đang ngồi học lại lỡ miệng nói bậy, nên bị thầy giáo bắt đứng nói đến khi nào mệt thì mới được nghỉ. Đù! À 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 đù! Với chiều lấy độc trị độc, lấy miệng trị cả người này của thầy giáo đã làm cộng đồng mạng hưởng ứng vô cùng nhiệt tình, bởi quá hay. Bên cạnh đó thì nhiều người cũng không nhịn được cười mà để lại bình luận: nhìn mặt ổng vừa ngại vừa quê mà thấy thương gì đâu. Tôi đã từng bị phạt như vậy trong quân đội, ta nói quê thiếu điều muốn đội quần lên đầu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.